Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Hitachi. Đây là nồi chim cất nhé các bạn. Công nghệ phun hơi nước của Hitachi. Đây, mời các bạn xem qua. Mã nồi RZ lúc 1000K nhé. Thì nồi này có dung tích 1 lít các bạn. Các bạn nấu được 5 người ăn đấy. Rồi các bạn xem qua nhé. Nồi rất đẹp luôn các bạn. Nồi nặng lắm luôn. Các bạn xem này, thông số của nó rất mới nhé các bạn. Rồi mình nói thêm về chi tiết cái nồi này. Đây là băng keo họ dính vào chứ không phải là chày đâu các bạn. Tại vì họ sợ cái này nó bay mất này, thì họ sẽ dán nè ở đây. Mà mình bóc nó chưa được sạch các bạn. Thì một chút nữa thì mình sẽ chà, mình sẽ lau qua nhé, nó sẽ sạch. Còn đây nó có một chút bong nhẹ ở đây các bạn, đó vậy thôi, không ảnh hưởng gì nhé các bạn, nhìn kỹ mới thấy nhé. Nó có công nghệ eco, tiết kiệm điện, phun hơi nước. Thì cái công nghệ phun hơi nước của Hitachi này thì nó khác với công nghệ phun hơi nước cốc buồng của Panasonic nhé các bạn. Thì nó sẽ tức là đây, mình mở cho các bạn xem luôn rồi mình nói qua luôn nhé các bạn. Tức là trong quá trình nấu ấy thì các bạn nhìn thấy mấy cái lỗ này không, nước nó sẽ hấp hơi lên, nó tích tụ vào đây này các bạn. Đấy thì nó sẽ hút nước từ cái cốc này, từ cái lỗ này để nó dự trữ rồi nó phun vào cơm nhé các bạn. Đây là công nghệ kim của Hitachi. Ở đây các bạn xem qua cái răng này, răng rất xanh luôn nhé các bạn. Đấy, răng này, cái nắp này nó có hai lớp nhé. Nồi còn rất sáng nhé các bạn. Rồi mặt sau đây, bi áp suất. Đây là chày nhé các bạn. Xong này, xong còn rất đẹp nhé. Mấy cái này là cái bám vào đây các bạn. Cái mình rửa nước ấy, xong rồi nó đọng nước lại, còn rất đẹp nhé các bạn. Xong rất đẹp luôn. Đây, cái này là không phải là chóc đâu các bạn. Cái này là cái mảng gì bám vào mình không biết, nhưng mình cậy ra được này các bạn này. Đấy, mình cậy ra được nhé. Đấy, mình cậy ra được các bạn. Thì khi các bạn lấy mình sẽ vệ sinh nó kỹ nhất nhé. Thì thực ra thì mình cũng mới vệ sinh qua thôi, cho bên ngoài nó hơi bóng bẩy một chút rồi mình úp lên cho các bạn luôn. Tại vì nhiều nồi quá ấy, mình không vệ sinh hết được các bạn thông cảm nhé. Rồi, mình ghim điện thử nhé các bạn. Cái mẫu này mình cũng chưa thử điện luôn. Rồi, lên các bạn ơi, lên điện nhé. Menu này. Có đèn led luôn các bạn. Đây, mình chọn loại gạo là cái nút này này các bạn. Đấy, gạo trắng này. Còn dưới bên đây là menu, là chế độ nấu này. Đây, nó bình thường nhé các bạn. Mình ấn nút nấu nhé. Ba mươi bảy phút các bạn. Đấy. Đây là hẹn giờ này các bạn. Hẹn giờ của Hitachi thì nó khác với hẹn giờ của một vài mẫu nhé các bạn. À, mình xin lỗi, hẹn giờ đây các bạn. Đây hẹn giờ đây, mình xin lỗi nhé.
Còn đây là cái nút gì thì mình cũng chưa rành nữa, thì các bạn thông cảm. Và mình chỉ biết nấu thì mình bỏ gạo vào nồi, rồi mình chỉnh gạo trắng này, xong mình chỉnh chế độ nấu này. Đấy, mình đây là áp suất này các bạn này, áp suất là bật này. Còn đây là điều chỉnh giờ, điều chỉnh phút. Đây là cái tiết kiệm điện. Rồi, nồi rất đẹp nhé các bạn. Đèn LED. Rồi các bạn có thể lên Google để xem tra xem cái mẫu nồi này là nó có giá. Đó, một cái mẫu nồi rất đẹp như này. Bên mình đang bán mức giá là 1 triệu 6 nhé các bạn. 1 triệu 6 nồi này nhé. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé các bạn. Bên mình giao hàng toàn quốc, nhận nồi kiểm tra mới thanh toán. Không có thu cọc của khách hàng nhé. Nên các bạn không sợ ràng buộc là khi quảng cáo như thế này, rồi khi giao hàng thì một mẫu xấu hơn để ép khách hàng này lấy, thì điều đó bên mình không có nhé. Rồi 1 triệu 6 nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình qua số điện thoại 0988 083 784, hoặc là để lại bình luận, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho mình trên 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 kênh ấy, mình có ghi số ở trên kênh luôn. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nhé. Xin chào các bạn.